Cái dây đây chủ Hà. Ngâu à? Nguyệt quế chắc. Ủa này làm bay nhỉ? Bay ghê. Thì ông hỏi xem. Để bộ lốp nhé. Cây ổi kia bao nhiêu? Hả? Rồi, bán cây xanh thì bán mà đang không vẫn chưa thấy ai. Rành rành mà như dưới nhỉ? Cái này cái gì à? Ngày làm đôi ổi hai bên được. Mau anh vừa muốn rồi. À, mẹ chị. Chỉ tiếc không có tiền mua cả chợ. Ừ, không mời nữa à. Hay đấy, bác này có mấy cây hay đấy. Ở dưới này mà nuôi được bộ rễ lên nữa thì tuyệt vời. Ra đây quay cây ổi của ông cho nó vui. Góc đâu mà cắm không chịu. Đây làm kỷ niệm. Đây ai cắm cái góc ấy. Nhìn đúng phụng á. Thế mà lên hình nhìn cần thăng này vậy. Kiếm cái nào là à, nó khỏe, khỏe cây. Nhìn nó có khỏe bộ đấy. Cái này vào nhìn đỉnh này. Sao bên này một tí. Ừ, sang này. Đấy, nhớ. Bởi vì là ngọn nó đang hơi bị to. Thế là lăng lên. Ngọn nó đang hơi bị to. Đây gặp vào thêm. Cùi cùi mà lại duyên. Cái này là mẹ kiểu ổi tự nhiên 100%. Không may là quả không. Thích cái là ở cái chỗ nó tự nhiên. Tự nhiên đấy. Đây là có quả. Đang hoa. Hoa luôn mà. Vừa đang hoa đang quả. Thế nếu là giống ổi gì mà không phải múc múc kia. Cô còn néo hiểu. Mẹ mà lại đều đạp trên núi về mà lại có quả. Đâu rồi? Kiểu nó đất ra bán hạt ấy. Ờ. Học dại ấy. Thằng nào ăn xong rồi ị lên đấy. Mẹ khó đấy. Cái bệ của nó kém. Tay thì đẹp, không vệ nó bị giạc vậy. Mang vặn phát nó hở cái gì, cái quần vào nó lớn mà. Trông nó còn đông nữa. Bây giờ hơi đâm đâm.